Hello mọi người, mình là Sobe đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip ngắn dành cho những bạn nào chơi chuyên về kỵ binh nha. Trước tiên là các bạn phải chọn cho mình một cái quốc gia. Thì có 4 quốc gia mà mình thấy những người chơi chuyên kỵ binh hay chọn lựa. Thứ nhất đó là nước Đức, thứ hai là nước Tây Ban Nha, thứ ba đó là nước Ả Rập và thứ tư đó là nước Byzantium. Ở giai đoạn đầu game, khi mà các bạn chưa unlock được T4 hoặc là lính T5 thì đại đa số về mặt bằng chung, những cái thuộc tính của các bạn, những cái chỉ số của các bạn sẽ khá là thấp. Vậy thì những cái phần trăm mà do quốc gia đem lại cho các bạn sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều. Chính vì vậy các bạn đừng có quá đặt nặng vào cái quốc gia ở giai đoạn đầu game. Ở giai đoạn đầu game, nếu như mà các bạn muốn chọn quốc gia thì chủ yếu là các bạn nên quan tâm đến con tướng tím mà quốc gia đó cho các bạn. Và đại đa số, rất là nhiều người chơi ở giai đoạn đầu game mà chơi chuyên kỵ thì họ sẽ chọn nước Byzantium hơn là so với lại ba quốc gia còn lại. Mục đích chính là để họ lấy được con tướng Belisarius, và con tướng này ở giai đoạn đầu game rất là quan trọng và được rất là nhiều người chơi luôn. Đặc biệt là con tướng này có thể đem đi móc mỏ rất là vui và nó có một cái tốc độ di chuyển rất là nhanh. Rồi đến khi mà các bạn có thể unlock được T4 hoặc là T5 rồi á, thì lúc này các bạn hãy quan tâm đến đội đặc nhiệm và những cái phần trăm mà quốc gia nó cộng cho các bạn. Thì nếu như mà mình chơi kỵ binh á, thì khi mà mình unlock được T4 hoặc là T5 rồi thì mình sẽ chuyển sang nước Đức. Hơn 90% những người chơi chuyên kỵ binh đều chọn nước Đức cả. Thì lý do tại sao mà nhiều người chơi chuyên kỵ binh mà họ lại chọn nước Đức thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Ở video clip này á, mình sẽ nói chuyên về kỵ binh nên là các bạn chỉ cần quan tâm đến cái bảng thứ hai thôi. Ở cái bảng này nó cũng khá là đơn giản thôi. Đây chính là cái bảng mà thuộc tính tấn công, phòng thủ và máu của lính kỵ binh T5. Và các bạn thấy cái cột cuối cùng á, nó chính là cái cột mặc định. Ở đây nó có 4 nước là nước Đức, Tây Ban Nha, Ả Rập và Byzantium. Cái cột mặc định á, có nghĩa là thuộc tính của lính kỵ binh mà không thuộc vào 4 cái quốc gia này. Còn đối với 4 quốc gia này á, thì nó có lính đặc nhiệm là kỵ binh. Chính vì vậy khi mà các bạn chọn 4 quốc gia này thì lính kỵ binh của các bạn sẽ có một số những chỉ số hoặc là tấn công hoặc là phòng thủ hoặc là máu sẽ nhiều hơn so với lại những cái lính kỵ binh ở những cái quốc gia còn lại. Rồi giờ đi vô quốc gia đầu tiên, đó là nước Đức. Thì mình tô đỏ cho các bạn luôn rồi. Thì các bạn có thể thấy được là thủ và máu của kỵ binh T5 Đức nó sẽ nhiều hơn so với lại lính mặc định. Và các bạn nhìn xuống dưới, nó có thêm cái boost của quốc gia, nó boost thêm công kỵ binh 5% nữa. Vậy thì nếu như mà các bạn chọn kỵ binh T5 của nước Đức á, thì công thủ và máu của các bạn đều nhiều hơn so với lại người ta. Rồi tiếp theo nữa là các bạn sẽ có được cái điểm hành động hồi 10%. Các bạn biết không, nhiều khi á, 30 hoặc là 40 điểm hành động là mình có thể kéo được 7, 8 hoặc là thậm chí là 10 con mang rợ. Vậy thì nếu như mà mình kéo được nhiều như vậy á, thì những cái phần quà mà mình nhận được sẽ rất là nhiều. Trong đó nó gồm có sách kinh nghiệm nè, rồi tăng tốc huấn luyện nè, và tăng tốc chung chung nè. Dạo gần đây là nó có thêm cái nguyên liệu rèn nữa. Và một cái rất là quan trọng nó chính là đá quý. Thì dạo gần đây thì mình thấy là có nhiều người phản ánh là đá quý á, xác suất nó gớt ở trong con mang rợ nó thấp hơn so với lại hồi xưa rất là nhiều rồi. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại mình vẫn cảm thấy là kéo mang rợ nó lợi hơn rất là nhiều so với việc là các bạn đi đánh pháo đại mang rợ. Và một cái thuộc tính mà nước Đức nó cho các bạn rất là quan trọng, đó chính là huấn luyện lính tăng thêm tốc độ 5%. Cái phần trăm này á, các bạn thấy nó chỉ 5% thôi, nhưng mà nó thực sự rất là quan trọng nè. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể tiết kiệm được rất là nhiều những cái tăng tốc. Các bạn nhớ ở trong video clip của mình á, hay nói là có một cái event đua tượng cam, nó diễn ra ngay sau khi cái event MGE đó kết thúc. Và cái event đua tượng cam này nó thường hay diễn ra trong vòng 2 ngày, cho phép các bạn đua răng để mà nhận được tượng cam. Thì theo kinh nghiệm mình thấy á, hơn 50% những cái event đua tượng cam đó đều liên quan đến huấn luyện lính cả. Chính vì vậy cái boost của cái nước Đức này sẽ giúp cho các bạn có lợi thế hơn so với lại những người chơi khác. Và khi mà các bạn có T5, các bạn huấn luyện T5 á, nó sẽ tiêu hao rất là nhiều những cái tăng tốc của các bạn. Vậy thì 5% này nó cũng sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được tăng tốc. Và ở trong KVK, nếu như mà lính của các bạn đi đánh nhau nhiều thì lính của các bạn chọn rally đi, lính của các bạn sẽ bị chết. Cái 5% này sẽ giúp cho các bạn hồi phục lại lượng lính của các bạn nhanh hơn so với lại những người chơi khác. Chính vì vậy mà nước Đức này có rất là nhiều người chơi kỵ binh chọn lựa là như vậy. Tiếp theo là nước Tây Ban Nha. Các bạn thấy tấn công của lính kỵ Tây Ban Nha nó sẽ nhiều hơn so với lại những cái quốc gia khác. Nhưng mà Tây Ban Nha có một cái mình rất là không thích, đó chính là kinh nghiệm khi mà tiêu diệt mang rợ nhận thêm được 10% kinh nghiệm. Thực sự đối với các bạn là nếu như mà các bạn siêng đánh mang rợ á,
và các bạn kéo mang rợ, thì sách kinh nghiệm của các bạn sẽ có rất là dồi dào, đặc biệt là đối với những ông nào mà siêng đánh những con bảo vệ đền vào lúc 7 giờ sáng và 7 giờ tối giờ Việt Nam, thì kinh nghiệm của các bạn đa số là sẽ không có bị thiếu đâu. Rồi nếu như mà những bạn nào chọn nước Ả Rập á, thì tấn công và máu sẽ nhiều hơn so với lại những người chơi khác. Nhưng mà nó có hai cái thuộc tính mà mình không có thích lắm, đó chính là sát thương gây ra cho mang rợ tăng thêm 10%, và khi mà các bạn tạo ra ly á, thì cái đam của các bạn là sát thương của bạn sẽ được tăng lên thêm 5%. Thì hai cái thuộc tính này á, chỉ dành cho những bạn nào mà hay đi đánh mang rợ và hay thực hiện làm key rally thôi. Còn những người chơi bình thường á, thì nước Đức nó vẫn hợp hơn. Rồi một cái quốc gia nữa đó chính là Byzantium. Các bạn thấy phòng thủ của nó sẽ nhiều hơn so với lại những người chơi quốc gia khác. Và cái boost quốc gia nó sẽ tăng cho các bạn máu tăng thêm 5% nữa và thu gom đá 5%. Thì nếu như mà các bạn chơi chuyên kỳ á, thì đa số là các bạn sẽ cần nhiều đá hơn so với lại lúa và gỗ. Cho nên tốc độ thu gom đá tăng thêm 5% sẽ giúp cho các bạn có thể kiếm được nhiều đá hơn. Rồi ngoài ra nó sẽ tăng thêm bệnh viện của các bạn tăng lên thêm 15%, thì giúp cho các bạn có thể chứa được nhiều lính bị thương nặng hơn. Thực ra thì chơi kỵ binh á, mình thấy có hai hướng chơi mà rất là nhiều người áp dụng, là chơi kỵ thiên về tấn công hoặc là chơi kỵ thiên về phòng thủ. Theo cá nhân mình thấy thì hai đường này đều ổn cả. Nhưng mà chơi kỵ binh mà thiên về sức khỏe thì mình hầu như không thấy ai chơi cả. Ra thì cái nước Byzantium này cũng khá là thích hợp cho những ai chơi kỵ binh mà thiên về phòng thủ. Nhưng mà nếu như mà so với lại nước Đức á, về tổng thể thì nước Đức nó vẫn thích hợp hơn. Đối với những ông nào mà ngay từ lúc bắt đầu chơi chuyên kỵ đã chọn nước Đức rồi, thì mấy ông đó sẽ rất là khỏe, đỡ tốn cái đổi nền văn minh và tiết kiệm cái nền văn minh đó. Biết đâu sau này Lilith nó ra thêm những cái quốc gia mới nữa, thì các bạn sẽ có được một cái cơ hội đổi quốc gia miễn phí. Nếu như mà ngay từ đầu các bạn đã chọn nước Đức rồi á, thì các bạn sẽ không được những con tướng tím mà chuyên về kỵ, tại vì con Hermann này là một con tướng cung. Nhưng mà không thành vấn đề đâu các bạn, tại vì các bạn chơi đàng hoàng vào khoảng tầm độ 250 ngày thì các bạn sẽ max được hết skill của những con tướng tím thôi. Chính vì vậy là các bạn đừng có quá quan trọng nếu như mà các bạn không có được một con tướng kỵ ngay đầu game. Tiếp theo nữa đó chính là về huấn luyện lính khi mà các bạn chơi chuyên kỵ. Nếu như mà các bạn chơi chuyên kỵ á, thì các bạn nên tập trung vào huấn luyện kỵ binh. Các bạn nên cố gắng huấn luyện nhiều kỵ binh lên, ít nhất là các bạn phải có được một đạo full kỵ binh đã. Thì một đạo full kỵ binh của các bạn đa số là nằm trong khoảng 200k kỵ binh, và các bạn nên để dành những cái tăng tốc tập trung vào chuồng ngựa để các bạn có thể chen được nhiều lính kỵ binh nhất có thể. Còn những cái nhà khác các bạn cũng huấn luyện, nhưng mà không cần thiết phải dồn quá nhiều tăng tốc. Rồi về nghiên cứu của kỵ binh, cơ bản nhất là các bạn phải kích hoạt được hết T4 trước đã. Rồi sau đó các bạn sẽ đi chuyên về một đường. Đối với những bạn nào mà chơi kỵ binh á, thì các bạn nên lưu ý cái giọng thứ ba này nè, nó ghi là tăng thêm tấn công kỵ binh nè. Rồi cái áo giáp này sẽ tăng thêm phòng thủ cho kỵ binh nè. Các bạn nên ưu tiên nâng cái dòng thứ ba này nó lên max trước đã, ít nhất là lên level 9 hết trước đi. Và đặc biệt những cái này nè, nó sẽ tăng thêm thuộc tính cho mọi đội quân, thì các bạn cũng cố gắng nâng cho nó lên max hết đã. Rồi còn phần cuối cùng đó chính là vấn đề chọn tướng khi mà các bạn chơi chuyên kỵ binh. Nếu như mà các bạn có tiền để mà đầu tư vào giai đoạn đầu game á, thì mình khuyên là các bạn nên nâng max con Mina và con Cao Cao. Con Mina á, chỉ cần các bạn nạp tiền vào là các bạn sẽ có thể sở hữu được. Còn đối với những bạn nào mà ít nạp hoặc là dưng không nạp giống như mình á, thì mình khuyên là các bạn không nên chơi Mina và Cao Cao. Mina nếu như mà các bạn là dưng không nạp thì các bạn bỏ luôn. Như mình là dưng không nạp nè, chính vì vậy là cái gói nạp lần đầu này mình cũng chưa có được nhận, và cho đến thời điểm hiện tại mình vẫn chưa có được con Mina. Còn đối với con Cao Cao này á, thì mình khuyên là các bạn không nên dồn chọc cam chung chung vào con Cao Cao này nha. Các bạn đừng có thấy nó đẹp trai mà dồn tượng cam vào nó. Nếu như mà các bạn dồn tượng cam vào nó, sau này chắc chắn là các bạn sẽ bị hối hận. Đối với con Cao Cao này, chỉ cần các bạn nâng cho nó lên được 5111 thôi là các bạn đã có thể sử dụng khá là ok rồi. Con Cao Cao này á, các bạn mở chì vàng nó cũng sẽ có xác suất nhận được. Chính vì vậy các bạn đừng có quá đặt nặng vào con Cao Cao này, trừ khi nào các bạn là boss thôi. Con Cao Cao này á, nó có một cái skill mà mình rất là ghét luôn, đó chính là skill cuối của nó, tấn công được tăng thêm 25%. Cái này rất là tốt, nhưng mà lại đổi lại phòng thủ giảm 10%, thì mình thực sự là không thích. Và đặc biệt đối với những bạn nào mà chơi kỵ binh mà theo thiên hướng thiên về phòng thủ á, thì Cao Cao này thực sự là không có thích hợp. Mà đối với những ai mà còn dồn những cái tượng cam chung chung vào con Cao Cao này thì thực sự là không có đáng đâu nha các bạn. Rồi ở giai đoạn đầu game á, thì nếu như mà mình chơi chuyên kỵ thì mình sẽ chọn nước Byzantium để mình lấy con Belisarius.
thì ở trong một tháng đầu tiên á, mình sẽ cố gắng tập trung nâng con Belisarius lên Mat Level 66 sao và Mat Skill luôn. Rồi sau đó mình sẽ kiếm thêm một con tướng phụ. Tại vì đối với những bạn nào mà ít nạp hoặc là không nạp á, thì ở giai đoạn đầu tiên các bạn đâu có thể nuôi được hai con tướng tím cùng một lúc. Lúc này các bạn có thể lựa chọn con Landlord để mà support cho con Belisarius. Và đã từng có một khoảng thời gian mình dùng cái cặp này để đi móc mỏ luôn đó các bạn. Mặc dù con Landlord chỉ là một con tướng xanh dương thôi. Ngoài ra có con Thương Sĩ Giết Gọc này. Con này á thì các bạn đừng có dùng nó đi support nha. Tại con này yếu lắm. Các bạn nên dùng con Landlord. Còn con kỵ sĩ này á, chủ yếu là lụm những cái cục đá ở những cái bệ thờ thôi. Chứ mình không có dùng con này đi đánh nhau. Đam nó yếu lắm. Khi mà các bạn đam mát được con Belisarius này rồi thì các bạn sẽ bắt đầu nuôi tiếp một con tướng tím thứ hai để mà các bạn có thể loại bỏ đi con Landlord. Thì con tướng tím thứ hai mà mình khuyên các bạn nên nuôi đó chính là con Bay Ba. Tại sao mình lựa chọn con Bay Ba? Tại vì con Bay Ba này á, nó có cái skill thứ tư này nè, tăng thêm tốc độ hành quân rất là nhiều. Và nếu như mà các bạn dùng con Belisarius này á, mình show cho các bạn coi bản talent của mình. Đây là cái bản talent mà con Belisarius của mình. Và mình cảm thấy cái bản này á, nó cân bằng tất cả mọi thứ luôn. Và đặc biệt nó có cái tốc độ di chuyển cơ bản rất là nhanh. Ở đây các bạn thấy nè, đây có cái tốc độ hành quân tăng thêm 6% nè. Ở đây tăng thêm 9% nè. Ở đây cũng tăng thêm 6%, bên này cũng tăng thêm 6%. Và đặc biệt mình nâng thêm cái khởi hành nhanh nữa. Tất cả những cái này sẽ giúp cho con Belisarius này chạy rất là kinh khủng. Cái bản talent đó nếu như mà các bạn thích thì các bạn nâng theo nha. Và mình rất là hay dùng cái cặp này Belisarius và Bay Ba đem đi móc mỏ. Nếu như mà mình nâng được thêm một cái bộ trang bị lọng gió nữa thì chạy phà phà luôn. Cái cặp này á là cái cặp mà tướng tím chạy nhanh nhất rồi đó. Chỉ sợ mỗi cái cặp Mina với lại Cao Cao thôi, cái cặp đó nó chạy lẹ lắm. Nhưng mà nó là tướng cam mà. Và đã từng có một cái khoảng thời gian mình bị nhốt ở trong KVK, nhốt ở trong zone 4 á, thì lúc đó mình đã dùng cái cặp Belisarius và Bay Ba này đi móc mỏ rất là nhiều luôn. Mình cũng có làm clip cho các bạn xem rồi. Và clip đó cũng khá là cũ rồi đó, các bạn có thể vào trong kênh của mình để xem lại nha. Rồi sau khi mà mình đã nuôi mát được con Bay Ba này luôn thì mình sẽ nuôi tiếp một con nữa, đó chính là con Pelagius. Khi mà mình nuôi con Pelagius này á, mục đích là để đi solo. Tại vì con Pelagius này đi solo rất là ngon. Nó có cái skill hồi máu nè. Và skill thứ hai của nó sẽ tăng thêm phòng thủ của kỵ binh nữa. Thì nếu như mà mình đi solo á, thì mình sẽ dùng con Pelagius này làm tướng chính và kẹp với lại con Belisarius làm tướng phụ. Tại vì con Belisarius á, khi mà mình nâng cái bản tài năng như thế này thì nó mục đích chính là để chạy thôi. Còn nếu như mà mình dùng con Pelagius này làm tướng chính thì mình sẽ nâng tài năng như thế này. Đây là cái bản tài năng cho các bạn tham khảo nha. Thực ra có nhiều người chơi họ nâng theo cái bản này. Thì cái bản này á, sẽ giúp cho con Pelagius nó ra skill nhiều hơn. Nhưng mà tại vì mình không thích những cái gì nó thuộc về hên xui lắm, như cái điểm thiên nhiên hoang dã này, tấn công bình thường có 10% cơ hội, tăng thêm 100 sức mạnh phi thường. Những cái nào mà thuộc về hên xui á, thì mình thấy đa số là mình bị xui hơn là hên. Chính vì vậy là mình sẽ ưu tiên nâng vào những cái điểm mà nó chắc ăn. Nếu như mà mình không còn chỗ có thể nâng nữa thì mình mới chọn vào những cái điểm nào mà nó mang tính hên xui. Rồi ngoài ra con Pelagius này á, các bạn cũng có thể dùng nó đem đi thủ nhà. Đây là cái bản talent mà mình kiến nghị cho các bạn nếu như mà các bạn đem nó đi thủ nhà. Khi nào có event cuộc xâm lăng của quân đoàn bóng tối thì các bạn có thể dùng con Pelagius này làm tướng chính để mà thủ nhà của các bạn kẹp với lại một con tướng phụ nào đó. Rồi nếu như mà các bạn đã nâng mát được ba con tướng tím này rồi thì chắc chắn là các bạn cũng đã để dành được một cái số lượng tượng cam kha khá rồi. Lúc này các bạn nên chọn một con tướng cam để mà dồn vào mát skill của con tướng cam đó. Thì lúc này á, nó sẽ chia ra hai hướng chơi. Nếu như mà những bạn nào mà dưng không nạp mà có nhiều thời gian có thể cày mang rợ được thì các bạn nên nâng con Di Song Ghi này max skill luôn để các bạn đem đi kéo mang rợ. Còn đối với những bạn nào mà chịu đầu tư hơn nữa thì nâng con Richard này lên 5111 và sau đó kẹp với lại con Di Song Ghi đem đi kéo mang rợ. Còn đối với những bạn nào mà có số lượng tượng cam hạn hẹp hoặc là không có nhiều thời gian để đi cày mang rợ thì các bạn nên bỏ qua con Di Song Ghi luôn. Mà đã bỏ qua con Di Song Ghi rồi á thì bỏ qua con Richard luôn, không cần thiết đâu. Thì lúc này á, các bạn nên tập trung vào một con mà mình cảm thấy nó khá là đa dụng, đó là con Khan. Xét về độ đa dụng á, thì con Di Song Ghi nó đa dụng hơn con Khan. Nhưng mà nếu như mà các bạn đã không nâng con Di Song Ghi rồi thì các bạn nên nâng Khan đi. Nhưng mà con Khan á, nó có một cái nhược điểm, đó chính là nó rất là yếu. Khi mà các bạn đem con Khan đi đánh nhau á, các bạn sẽ cảm thấy nó tụt máu rất là nhanh.
Đặc biệt là mấy ông nào mà dùng con Khan kẹp với lại con Cao Cao á, con Cao Cao nó giảm đi 10% phòng thủ của kỵ binh, là các bạn sẽ cảm thấy máu nó tuột như nước chảy vậy đó. Nó đam cao thật đó nhưng mà nó rất là giấy. Thì khi mà các bạn đã nâng được con Khan rồi thì các bạn nên nâng thêm một con Saladin. Thì con Saladin này nó sẽ bù lại khuyết điểm của con Khan. Thì có nhiều người á, họ chơi Saladin họ chỉ nâng lên 5551 thôi. Tại vì cái skill thứ tư này nè là skill tấn công thành phố, thì nhiều người không có muốn nâng. Nhưng mà theo ý kiến cá nhân của mình á, là các bạn nâng con Saladin này, các bạn nên nâng map nó luôn, chứ các bạn đừng có để nó 5551 thì nó sẽ bị yếu hơn so với lại những người chơi khác. Nếu như mà các bạn nâng map luôn á thì các bạn sẽ có thêm được 300 hệ số sát thương đam, nó cũng rất là tốt. Khi mà các bạn đã nuôi map được hai con tướng này rồi á thì các bạn nên tiếp tục đi theo con đường chuyên kỵ binh, chứ các bạn đừng có đang chơi kỵ binh xong rồi các bạn nhảy sang một con đường khác. Khi mà các bạn nhảy sang một con đường khác á, các bạn phải chắc chắn rằng là các bạn có được một cái bộ trang bị nó chuyên về con đường mà các bạn muốn chuyển qua. Thí dụ như các bạn muốn chuyển qua bộ binh đi, thì các bạn phải rèn được một cái bộ trang bị mà có điểm talent đặc biệt, nó chuyên về bộ binh. Vậy thì lúc đó các bạn đem bộ binh ra đánh nhau, các bạn mới có thể phát huy được sức mạnh của cái đạo bộ binh đó. Nghiên cứu và skill của con tướng cam thì chắc chắn là các bạn phải mát rồi. Nhưng mà có một cái các bạn đừng có quên, đó chính là bộ trang bị. Nếu như mà các bạn chưa đủ khả năng để mà sắm cho bản thân một cái bộ trang bị mà có điểm talent đặc biệt chuyên về bộ binh, thì các bạn không nên nhảy qua bộ binh làm gì. Các bạn cứ tiếp tục chơi kỵ binh đi. Các bạn chơi một đường, các bạn cứ tập trung vào mạnh một cái con đường đó thôi. Và khi mà vào trong KVK, các bạn thấy là khi mà đánh di tích cổ với lại đánh bệ thờ bóng đêm á, thì nó chỉ cho các bạn đem một đạo quân mạnh nhất của các bạn vào trong cái map đó thôi. Chính vì vậy là các bạn không cần thiết phải chơi rất là dàn trải. Các bạn chỉ cần cố gắng chơi mạnh một đường và cố gắng chơi mạnh một cặp cam thôi, vậy là ok rồi đó các bạn. Rồi khi mà các bạn đã map được Khan với lại Saladin á, là các bạn cũng chơi khá là lâu rồi đó. Nếu như mà những bạn nào vẫn còn tiếp tục chơi lâu hơn nữa thì về sau nó có thêm một cái cặp kỵ nữa, đó chính là Attila và Takeda Shingen. Thì giữa Attila và Takeda Shingen á, thì mình sẽ ưu tiên con Takeda hơn. Có một cái cặp mà được rất là nhiều người hay sử dụng trong đánh open field khi mà chơi chuyên kỵ, đó chính là con Saladin kẹp với lại con Takeda. Cái cặp này á, sẽ giúp cho kỵ binh của các bạn trâu lên rất là nhiều, và các bạn sẽ cảm nhận được là khi mà đánh open field á, các bạn sẽ cảm thấy là các bạn trụ được lâu hơn rất là nhiều, không kém gì so với lại bộ binh đâu các bạn. Đối với những ông nào là boss làm chủ key rally nhiều á, thì mấy ông đó nên nâng mát con Attila và Takeda Shingen luôn. Còn đối với những người ít nạp hoặc là những người không nạp á, thì các bạn nên tập trung một con thôi, là ưu tiên vào con Takeda nhé. Thì khi mà các bạn đánh open field á, các bạn nên dùng con Saladin làm tướng chính kẹp với lại con Takeda. Con Saladin á, nó có một cái táp hỗ trợ này mà mình rất là thích luôn. Mình vô đây cho các bạn coi nha. Đây con Athe nè, nó cũng có cái táp hỗ trợ, mình sẽ vào đây cho các bạn coi. Đây, ở trong cái táp hỗ trợ nó có một cái điểm hồi sinh là phục hồi ngay 150 sức mạnh phi thường sau khi sử dụng kỹ năng. Thì đối với 1000 nộ đầu tiên á, thì con Saladin nó sẽ ra skill bình thường thôi, không có nhanh lắm. Nhưng mà sau khi nó ra skill rồi thì với cái điểm hồi sinh này sẽ giúp cho con Saladin ra skill gần như là liên tục luôn. Các bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Rồi cái tiếp theo nữa đó chính là bảo vệ thần cấp. Thì cái điểm này sẽ giúp cho đạo quân Saladin của các bạn sẽ trâu lên rất là nhiều luôn đó. Rồi nếu như mà vì một lý do nào đó mà các bạn bỏ lỡ cái con Takeda rồi á, thì các bạn vẫn còn có một con nữa, đó chính là con William. Con William này dùng để làm tướng phụ cho con Saladin cũng rất là tốt nha. Nhưng mà con William này á, là các bạn phải đợi rất là lâu rồi. Chính vì vậy là nếu như mà các bạn có cơ hội thì các bạn cứ lên con Saladin kẹp với lại con Takeda là các bạn đi đánh open field rất là tốt rồi. Còn nếu như mà các bạn đã mát được những con tướng này rồi luôn á, thì các bạn nên để dành tượng cam đi. Các bạn đợi xem là có những con cặp tướng kỵ nào mới nữa hay không. Rồi các bạn đừng có hấp tấp nha. Các bạn cứ đợi cho những cái người streamer, những người youtuber họ làm những cái bài test và họ đánh giá xem là những cái cặp tướng kỵ mới có mạnh hay không. Sau khi mà người ta đã đánh giá những con tướng mới nó có tốt hay không, rồi lúc đó các bạn hãy đầu tư vào cũng không muộn đâu. Chứ các bạn đừng có vội đầu tư vào, sẽ tốn khá là nhiều tượng cam nhé. Kỵ binh là một trong những con lính mà nó có tốc độ chạy nhanh nhất ở trong cái game này rồi. Chính vì vậy các bạn chơi chuyên kỵ á, thì các bạn phải cố gắng phát huy tối đa được ưu điểm này của con kỵ binh. Khi mà các bạn chơi kỵ binh á, các bạn có tốc độ chạy thì các bạn có quyền chủ động ở trong giao tranh. Các bạn thấy những cái giao tranh nào có lợi thì các bạn hãy đánh. Các bạn thấy những giao tranh nào mà các bạn bất lợi, đối phương mạnh quá thì các bạn có thể bỏ chạy. Khi mà đánh nhau á,
mà các bạn chơi chuyên kỵ binh thì các bạn đừng có lao lên trước, các bạn cứ để bộ binh nó lao lên trước làm tăng cơ trước đã, rồi các bạn xem có ai đi lạc hay không, hoặc là có ai thấp máu đang chuẩn bị bỏ chạy hay không, thì các bạn hãy lợi dụng cái tốc độ di chuyển nhanh của các bạn để mà cố gắng tiêu diệt những cái người máu thấp đó, rồi sau đó các bạn hãy chạy về phía đồng minh của các bạn. Rồi thì trên đây là những cái ý kiến cá nhân của mình dành cho những bạn nào muốn chơi chuyên về kỵ binh. Thì thực sự là cái ạc của mình là chơi chuyên bộ chứ mình không có chơi chuyên kỵ. Thì đây chỉ là những cái quan điểm cá nhân của mình, nếu như mà mình chơi kỵ binh thì mình sẽ chơi như thế này. Còn nếu như mà những bạn nào có những cái ý kiến khác muốn đóng góp cho mình thì các bạn hãy để lại comment ở phía bên dưới nha. Hy vọng là video clip này của mình có thể giúp ích được cho những bạn nào mới chơi cái game này có được một cái định hướng chơi chuyên kỵ được tốt hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian cũng như là tiền bạc cho các bạn. Thì video clip này của mình đến đây thôi. Nếu như mà các bạn cảm thấy hay, hãy để lại một like, share cũng như là subscribe kênh để ủng hộ cho kênh mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.